À, xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh em nhá. À, tiếp tục cái video thì ngày hôm nay có một con đẩy thanh lý cho tất cả các bác với mức giá cực kỳ tốt luôn. Đây là một con đẩy size 2U, size 2U nguồn xung của thương hiệu Aquisau Pro Audio D2.11. Thì con đẩy này chuyên đánh súp các bác nhá. Chuyên đánh súp được chưa? Đối với con đẩy này nó sử dụng mạch HD, công nghệ đẩy mới. Thì size 2U mặt phanh nhôm màu trắng rất là đẹp luôn. Thì đầu video các bác xem video ủng hộ xin một like nhá, đặc biệt là cho bác nào chưa đăng ký kênh nhá, em sẽ thanh lý cho bác giá cực kỳ tốt luôn. Đây là phần độ nguồn xung này các bác này, đó, và chạy ở 4 tụ độ nguồn. Con này sử dụng là tụ 160V đó, và riêng với dòng đẩy nguồn xung của là Class D này chạy 6 mẫu phép. Thì công suất của con đẩy này nó đạt tới 1.100W trên một kênh ở 8 ohm đó. D2.11 thì là 1.100W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Được chưa? Rất là đẹp luôn. Nhưng con đẩy này nó sẽ có một tình trạng như này các bác nhá. Tình trạng như này. Em sẽ báo các bác tình trạng luôn. Đây, đằng sau của nó có rắc lưu trích này, đúng không ạ? Cầu loa này. Tín hiệu link in và out này, có chế độ gạt shifter barrel và chế độ đánh bright và chế độ gạt DB này. Ok chưa? Hai quạt gió đằng sau. Tình trạng con đẩy này hiện tại giờ đang bật lên là đang báo bộ lô tích 2 kênh. Đang báo bộ lô tích 2 kênh. Đó. Các bác nhá, bộ tích hai kênh thì thanh lý cho tất cả các bác thợ nào bác về, bác thợ nào về thay sửa sử dụng con này. Con này nếu mua mới không rẻ tiền các bác nhá, trên 10 triệu không rẻ tiền đâu, 1.100W trên một kênh đó, mấy cái đi. Con này nó cực kỳ khỏe luôn, các bác đánh súp. Con này trước là đánh súp các bác nhá, 1.100W D2.11 thì tình trạng báo bộ lô tích đấy, báo rõ các bác quan điểm luôn. Thì đầu xuân vui vẻ thì em sẽ thanh lý cho bác này, con đẩy này với con đẩy này 1.500.000 nhé, 1.500.000 con đẩy hai kênh này đó. Và các bác nên nhớ rằng con đẩy như thế này các bác mua mới không bao giờ có dưới giá 10 triệu luôn, bởi vì 1.100W chạy xoáy mốc phép, tụ của nó toàn 160V. Đây là một phần nguồn xung này, tụ lòng nguồn này, ok chưa, đó, rất chi là ok các bác nhá. Đấy, con này trước kia là vẫn đánh súp hoạt động bình thường, nhưng bây giờ hiện tại là đang báo bộ lô tích hai kênh, báo đỏ hai kênh bộ lô tích. Đấy, báo bộ lô tích thì tình trạng này các bác nào thợ mua về sửa thì bán nó quá ngon luôn. Đấy, còn nó vẫn còn rất mới rất đẹp luôn, giải thích các bác rất rõ ràng luôn nhá, được chưa nào. Đấy, đặc biệt cho bác nào mà chưa đăng ký kênh nhá, giá 1.500.000, chỉ 1.500.000 thôi. Bác nào chốt nhắn tin gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại 0352 91099, bởi vì bên em cũng bận không có thời gian đi sửa, đúng không nhá. Đó. Đấy, đối với dòng này nguồn xung, đây là phần nguồn này, ok chưa, 1.500.000 con đẩy này size 2U. Bác nào chốt nhắn tin gọi điện trực tiếp em qua số điện thoại nhá. Đấy, con đẩy này mua mới không rẻ tiền đâu các bác nhá, không rẻ tiền đâu ạ. Đấy, thì bác nào chốt thì nhắn tin gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại 0352 91099 nhá, một con duy nhất thôi. Một lần nữa xin chào tất cả các bác nhá, các bác nhớ ủng hộ Simulai và đăng ký kênh những đuổi phía dưới giúp em.